Đêm qua không có trận đấu nào tại Euro, nhưng người hâm mộ vẫn chứng kiến hàng loạt cập nhật bất ngờ như là lục đục nội bộ tại tuyển Pháp hay trụ cột tuyển Anh tập luyện trở lại. Ngoài ra, việc Manchester United có thể bán cả Marcus Rashford và Alejandro Garnacho cũng cần được nhắc đến. Không để mất thêm thời gian của các bạn, chúng ta hãy bắt đầu ngay bây giờ. Manchester United sẵn sàng bán Marcus Rashford. Thi đấu kém khởi sắc vào mùa giải trước và Marcus Rashford còn nhận đồn đoán có mối quan hệ không tốt với huấn luyện viên Erik ten Hag. Vì vậy, tiền đạo người Anh đang nhận đồn đoán chia tay Manchester United ngay phiên chợ hè. Ở chiều ngược lại, Paris Saint-Germain được cho là muốn đưa chân sút xứ sương mù về sân công viên các hoàng tử để khỏa lấp khoảng trống mà Mbappe để lại. Rõ ràng, trong bối cảnh hai tập thể đều đang hướng đến việc thay máu đội hình mạnh mẽ, thì Rashford hoàn toàn có thể chuyển sang Pháp thi đấu trong mùa giải tới. Đội tuyển Pháp lục đục nội bộ. Trận hòa tai hại với Ba Lan khiến Pháp mất ngôi đầu bảng C và rơi vào nhánh đấu tử thần ở Euro. Việc này khiến huấn luyện viên Didier Deschamps căng thẳng và tỏ ra giận dữ với cậu học trò Camavinga. Nguyên nhân là bởi ngôi sao của Real Madrid đã chơi dưới kỳ vọng ở cuộc đấu với Ba Lan và các bên đã có những cuộc trao đổi không hề yên ả. Thậm chí việc lời qua tiếng lại còn xuất hiện ở buổi tập gần nhất của đội tuyển Pháp và đây rõ ràng không phải là thông tin tốt với Le Bleu. Phil Foden quay lại tập luyện cùng với đội tuyển Anh. Để chào đón người con mới sinh thì Phil Foden đã tức tốc bay từ Đức về Anh vào hôm qua. Thế nhưng chỉ 48 giờ sau hoạt động vừa nêu, trụ cột của Manchester City đã trở lại Đức để hội quân cùng với Tam Sư. Tất nhiên, trò cưng của Pep Guardiola vẫn kịp tham gia một số buổi tập trước khi đội tuyển Anh ra quân ở vòng 16 đội. Tuy vậy, sau màn trình diễn nhạt nhòa ở vòng bảng, chưa chắc Foden đã giữ được suất đá chính. Manchester United cân nhắc Dominic Calvert-Lewin. Dù đặt quyết tâm rất cao trong việc chiêu mộ tiền đạo Joshua Zirkzee của Bologna, nhưng Manchester United vẫn cần phương án B nếu các tính toán đi chệch hướng. Theo The Sun, Quỷ Đỏ sẽ xoay sang theo đuổi Dominic Calvert-Lewin khi mức giá 40 triệu bảng mà Everton đưa ra là con số tương đối hợp lý. Tất nhiên, tiền đạo người Anh sẽ phải chứng minh rất nhiều nếu chuyển sang Old Trafford khi cầu thủ này chỉ nổ súng có 7 lần ở Premier League mùa trước. Al Hilal quan tâm Alejandro Garnacho. Ngoài tăm tia những ngôi sao đã thành danh thì Al Hilal còn để ý đến những sao mai tiềm năng. Cụ thể, đại gia Tây Á có ý định gây sốc bằng việc chiêu mộ chân chạy cánh Alejandro Garnacho của Manchester United. Thế nhưng rất khó để phía Quỷ Đỏ bán nhân tố 19 tuổi do họ coi cầu thủ Nam Mỹ là một phần quan trọng trong tương lai của đội. William Saliba và sao tuyển Bỉ khẩu chiến. Ngay sau khi cuộc đụng độ giữa Bỉ và Pháp được lên lịch thì các cầu thủ của hai bên đã bắt đầu công kích nhau trên truyền thông. Được biết, trung vệ Wout Faes là người khơi mào trước khi tuyên bố Bỉ không hề e ngại Le Bleu và có thể tiễn ứng viên vô địch về nước ngay vòng 16 đội. Ở chiều ngược lại, William Saliba đáp trả cực chất khi tuyên bố là Pháp không sợ bất kỳ tập thể nào ở kỳ Euro lần này và mọi sự khiêu khích sẽ được giải quyết trên sân bóng. Quả thực là căng thẳng và một trong hai tập thể vừa nêu chắc chắn sẽ phải sớm kết thúc giấc mơ vô địch trời Âu sau màn chạm trán rất đáng chờ đợi. Cristiano Ronaldo được đồng đội cũ bảo vệ. Chưa ghi bàn nào ở Euro lần này và Cristiano Ronaldo đang đứng trước áp lực khổng lồ. Thậm chí nhiều ý kiến cho rằng huấn luyện viên Roberto Martinez nên cất CR7 lên băng ghế dự bị ở cuộc đấu sắp tới. Thế nhưng người đồng đội cũ Chiellini đã đứng ra bênh vực chân sút 39 tuổi bằng phát biểu: "Tôi thích màn trình diễn của Cristiano Ronaldo trong các trận đấu với Séc và Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ cậu ấy hữu ích hơn Goncalo Ramos cho tuyển Bồ Đào Nha." Real Madrid quan tâm hotboy tuyển Ý. Juventus đang là tập thể nắm lợi thế trong thương vụ Riccardo Calafiori, nhưng cập nhật dưới đây có thể khiến cho lão bà thành Turin đau đầu. Theo đó, Real Madrid đã chính thức bày tỏ sự quan tâm tới tuyển thủ Italia và sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với các đối tác khác trên bàn đàm phán. Cập nhật trên khả năng cao đẩy mức giá mà 40 triệu euro mà Bologna đang đòi hỏi lên một cột mốc mới. Rõ ràng những màn trình diễn tốt ở Euro đã giúp Riccardo Calafiori đứng trước rất nhiều lựa chọn chất lượng gồm Liverpool, Juventus hay là Real Madrid. Arsenal tăm tia Jules Koundé. Sau khi thất thế trong cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa trước thì Arsenal đang hoạt động rất khẩn trương trên thị trường chuyển nhượng. Theo cập nhật mới nhất,
Pháo thủ muốn đưa Jules Koundé của Barcelona về sân Emirates để củng cố hàng thủ. Bản thân ngôi sao người Pháp cũng đang đối diện với tương lai bất định tại sân Camp Nou sau mùa giải sóng gió. Vì vậy, gia nhập Arsenal để nhận sự chỉ đạo từ huấn luyện viên Mikel Arteta là lựa chọn không hề tồi dành cho Jules Koundé. Chelsea tìm người thay Conor Gallagher. Xứng đáng là ông lớn chịu chi nhất trong nhóm Big Six thì Chelsea liên tục bổ sung thêm những mục tiêu chất lượng. Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, The Blues vừa mới hỏi mua Kieran Dewsbury-Hall của Leicester City. Bản thân bày cáo cũng đang chịu áp lực về cân bằng tài chính nên có thể đưa ra một mức giá dễ chịu cho đội bóng thành London. Mọi chuyện còn đáng chờ đợi hơn khi Kieran Dewsbury-Hall vốn là học trò cũ của huấn luyện viên Enzo Maresca nên cả hai sẽ không mất thời gian quen lại nhau nếu ngôi sao 25 tuổi cập bến Chelsea. Tất nhiên, người đến thì sẽ có kẻ đi và lựa chọn vừa nêu có thể là phương án mà The Blues dùng để chuẩn bị cho việc bán Conor Gallagher. Manchester United không mua đứt Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat đang rất kiên nhẫn chờ đợi Manchester United kích hoạt điều khoản mua đứt sau khi thỏa thuận cho mượn giữa đôi bên kết thúc. Thế nhưng màn trình diễn của ngôi sao người Maroc là chưa đủ thuyết phục để Quỷ Đỏ xuống tiền chiêu mộ cầu thủ này. Vì vậy, Sofyan Amrabat sẽ trở lại Fiorentina, còn phía Manchester United chờ đợi những mục tiêu mới trên thị trường chuyển nhượng. Neymar ủng hộ Vinicius Junior giành quả bóng vàng. Những diễn biến mới nhất liên quan đến Euro và Copa America khiến cho cục diện cuộc đua quả bóng vàng có chút thay đổi. Theo góc nhìn từ Neymar, người đàn em thân thiết Vinicius đang là cái tên chiếm ưu thế. Ngoài ra, Jude Bellingham, Rodrigo cùng với Kylian Mbappe cũng là những ứng viên đáng cân nhắc. Đây không hề là nhận xét chủ quan khi nhiều chuyên gia cũng ủng hộ Vinicius trở thành cái tên chiến thắng ở lễ trao giải Ballon d'Or sắp tới. Barcelona không muốn Hansi Flick tiếp xúc nhiều với truyền thông. Trong quá khứ thì Barca từng dính không ít rắc rối vì các thành viên trong câu lạc bộ có những phát ngôn vạ miệng với truyền thông. Vì vậy, đội chủ sân Camp Nou không muốn huấn luyện viên Hansi Flick lặp lại sai lầm trên nên đã yêu cầu chiến lược gia người Đức hạn chế tiếp xúc với báo chí nhất có thể. Tất nhiên, điều mà các culé quan tâm nhiều hơn là kế hoạch chuyển nhượng cũng như kết quả thi đấu trong thời gian tới của Barcelona. Trên đây là những tin tức nóng hổi nhất của thế giới bóng đá trong 24 giờ qua. Những thông tin về Euro và thị trường chuyển nhượng sẽ tiếp tục chiếm sóng truyền thông giai đoạn tới. Do vậy, đừng quên trở lại đây vào ngày mai để biết được những cập nhật tiếp theo về làng Túc Cầu. Còn bây giờ thì xin chào và chúc mọi người có ngày mới thật hứng khởi và nhiều niềm vui. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn like và follow athetao.vn để không bỏ lỡ những sản phẩm tiếp theo của bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.